của xe, ngoại thất của xe gồm, còn về phần đằng sau hay gọi là vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Đại lý xe tải Bãi S. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em dòng xe tải QKR230 đầu vuông với phiên bản thùng 10 bạt tiêu chuẩn. Giờ mình xin mời anh em đi theo mình. Giờ mời anh em đi bắt đầu review từ về ngoại thất của xe này đầu tiên. Giờ xin mời anh em theo chân mình. Xin mời. Vâng, thưa anh em, đây là ngoại thất của xe. Ngoại thất của xe bao gồm đây là cụm đèn pha, anh em quan sát nha, đây là cụm đèn pha của xe nhé. Và còn đây, đây là đèn tín hiệu hay là gọi đèn xi nhan. Và còn đây, đây là gương bản lớn, ta quan sát mặt gương xem nào. Mặt gương rất trong, có gương trên gương dưới. Ok, và đây, đây là tay nắm mở cửa xe. À, và phía mặt trước của xe gồm có chữ QKR230. Đây, đây là nhãn hiệu của xe. Và đây, đây là nhãn hiệu của hãng Isuzu. Và đây, đây là cả, đây là mặt găng của xe. Và còn đây, đây là cần gạt nước và vòi phun nước để rửa kính. Và đây cũng là vòi phun nước và cần gạt nước. Và đây cũng là cụm đèn pha của xe. Và bên này cũng vậy, là đèn tín hiệu hay là gọi là đèn xi nhan. Và đây, đây là gương bản lớn, gương chiếu hậu. Và còn đây, đây là tay nắm mở cửa. Ok, bây giờ là review tiếp về trong nội thất, trong cabin gồm có những gì nhé. Mời anh em. Về nội thất của xe gồm bắt đầu từ này, kính này. Kính thì chỉnh bằng điện. Và đây, đây là mở cửa trong. Và về số ghế ngồi gồm 3 ghế. Và ghế thì là giả da. Và còn đây, đây là dây an toàn và bên kia cũng là dây an toàn. Và đây, đây là vô lăng. Và còn đây là được điều khiển đèn. Và còn đây là Amiga hay là chân côn. Và đây điều khiển vô lăng. Còn đây là Amiga chân phanh hay là còn gọi là chân thắng. Và bên cạnh là chân ga. Và phía trước đây là màn hình tắp lô ở giữa, hiển thị rất là rõ. Và còn đây, đây là điều khiển phun nước và cần gắn nước. Và còn đây, đây là bàn điều khiển ở trung tâm, gồm có điều khiển máy lạnh này. Đây là điều khiển máy lạnh. Và còn đây là nút mở máy lạnh. Và đây điều khiển hướng gió. Và còn đây, ở đây cũng là điều khiển radio. Và còn đây là cần số gồm 5 số tiến và 1 số lùi.
Và còn đây, đây là phanh tay hay còn gọi là thắng tay. Ok, bây giờ là xem trên nóc gồm những gì. Gồm một gương chiếu hậu và một đèn trần. Và còn đây là tấm che nắng. Giờ mời anh em tiếp tục đi theo mình để xem thùng như nào. Mời anh em. Vâng, chào anh em. Đây là thùng xe tải QKR230 với chiều dài là 3m65 và chiều rộng là 1m85 và chiều cao là 1m89. Với thành phần về khung xương của thùng này là thép mạ kẽm 40 x 40 và 40 x 80 dày ly 2. Đây anh em quan sát này. 40 x 40 là cây đứng. Còn cây trên bửng là hộp 40 x 80. Và bửng là hộp 40 x 80. Và vách ngoài của bửng là inox 430 dày 5 gem dập sóng. Còn ở giữa bửng là mút xốp 2 phân. Và còn đây, đây là móc bạc. Và được liên kết với khung xương bằng PV nhôm. Và xe này được sơn theo màu chủ đạo của cabin là màu trắng. Và còn trụ của xe này là trụ U đúc, đằng sau là U trăm. Và khóa tôm của xe này cũng là khóa tôm sắt hoặc gọi là thép. Và trên mỗi bửng được gắn 4 bản lề. Còn trụ giữa của xe này là trụ U trăm hai U đúc. Đây còn tôm đây. À, đây là bắt cong. Và về số đèn của xe này, đèn hông gồm có 4 đèn, mỗi bên là 2 đèn. Còn về phần đằng sau là mở cửa ở trên và mở bửng ở dưới. Bửng sau cũng 4 bản lề. Và cửa, cửa thì mỗi cửa là 2 bản lề chung lạnh, mở ra 2 bên là 2 cánh, còn ở giữa là cây nắm mở cửa. Còn đây, đây là đá đổ. Còn cây ở trên cửa là hộp 40 x 80 dày ly 2. Về keo của xe này, xài keo U65 ở trụ và kèo phi 27 ở giữa. Khoảng cách trụ kèo phi 27 thì dày ly 4, còn U65 là dày 2 ly 7. Còn về cảng, cảng hông của xe này là hộp 30 x 60 là cây ngang hay gọi là thanh ngang, dài 1m rưỡi, và thanh đứng là hộp 30 x 60 dày ly 2. Đây anh em quan sát hộp 30 x 60. Và dè của xe này là inox 430 dày 8 gem đến 1 ly, chấn định hình. Và về tổng số đĩa của xe này là 6 đĩa, mỗi bên là 3 đĩa và bắt mỗi bên là 2 bát thông số. Còn về đa dọc của xe này là U100 dày 3 ly U đúc và đà ngang là U80 dày 3 ly và được liên kết với đà dọc bằng mối hàn và DV. V này là V dày 4 ly.
về đúc và được lót bằng lót đà cao su ở giữa đà dọc và chassis là dày 2 phân. Còn về cảng sau xe này, cảng sau là hộp 40 x 80, dày ly 2, cây ngang và cây đứng cũng là hộp 40 x 80. Còn về khung đèn sau của xe là hộp 20 x 40, dày ly 2, thép mạ kẽm sơn màu trắng. Còn về vách trong xe này ở chân bửng được bắn bằng tôn lạnh dày 5 gem và được liên kết bằng DV nhôm. Còn về mặt tiền của xe này cũng là tôn lạnh dày 5 gem được liên kết bằng DV nhôm. Còn về sàn xe này được chấn cúp mí ở hai biên là thép dày 2,5 ly. Được hàn, mỗi hàn liên kết liền mạch. Anh em quan sát nhé. Vâng, thưa anh em, video làm về xe tải QKR230 thùng mũi bạt tiêu chuẩn đầu vuông của kênh đại lý xe tải 3S xin được kết thúc ở đây. Anh em nào chưa đăng ký kênh và like và share thì nhớ đăng ký kênh và like để mình có động lực làm những video tiếp theo. Giờ xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo. Giờ xin chào anh em.